Thưa quý vị khán giả, thực hiện đề án phát triển du lịch của tỉnh, thời gian gần đây, nhiều địa phương ở Đồng Tháp đã phát triển nhanh các dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng. Hầu hết những nơi này đều sở hữu nét đặc trưng riêng nhằm đem đến sự thú vị cho du khách. Thời điểm này, nếu muốn tìm một nơi để thư giãn trong những ngày hè, thì những điểm du lịch sau có thể là gợi ý thú vị cho quý vị và các bạn lựa chọn. Tọa lạc tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Điểm tham quan vườn cam quýt Bá Chuốt có các dịch vụ bơi xuồng tham quan, tìm hiểu nghề trồng quýt. Nơi đây cũng có đài quan sát để du khách có thể phóng tầm mắt ra khắp khu vườn. Đặc biệt, sau khi thử ngoạn, quý khách sẽ được thưởng thức các loại trái cây và nước ép được hái ra từ chính khu vườn. Ở đây có thêm một cái đặc trưng nữa là nông sản sạch. Ở đây là vườn, đây là trồng toàn lại đi vô Việt Gáp và Lô Bên Gáp. Thật ra trái cây ở đây thì quý khách sẽ an tâm. Còn khi đến với homestay Quỳnh Gia thuộc ấp An Khương, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, ngoài việc được đi tham quan di tích văn hóa lịch sử, làng nghề dệt chiếu, thì du khách còn có cơ hội lưu trú lại ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi của gia đình ông Quỳnh Phước Dũng. Ở đây, du khách có thể thưởng thức các món ăn được gia chủ chế biến đúng theo phong cách bữa cơm gia đình. Đồ ăn ở đây rất ngon và tôi rất là thích. Còn nếu du khách muốn cảm nhận một không gian thiên nhiên trong lành thì có thể đến với các vườn trái cây của nông dân thuộc Thanh Tân Hội Quán ở Cồn Ông, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Ở Cồn Ông cũng có khu sinh thái Đại Tiền Nam. Du khách có thể đến đây câu cá giải trí và thưởng thức ẩm thực. Các món ăn nơi đây được chế biến không đặt nặng yếu tố cầu kỳ mà chủ yếu là ngon và bổ dưỡng. Độc đáo nhất là món lẩu Đại Tiền Nam được nấu bằng cây cỏ xước và cá sông. Tôi rào chắn cho cá tự nhiên nó vào đây để mình làm cái bảo tồn cá tự nhiên. Thế thì quý vị là đến đây là sẽ được thưởng thức những cái đó. Khi mà người ta ra về thì người ta còn có lưu luyến lại, người ta còn có hẹn ngày trở lại. Đấy là cái mong muốn. Thế thì mình muốn đạt được cái đó thì tức là phải làm được hài lòng du khách. Như vậy, ngoài các điểm đến truyền thống thì các điểm du lịch sinh thái cộng đồng khác tại Đồng Tháp cũng sẽ là gợi ý thú vị cho các bạn trong những ngày hè này. Ẩm thực ngon, vừa đặc trưng vừa đa dạng. Người dân quê thì chân chất nhiệt tình, vui vẻ mến khách. Đó là những đặc sản không lẫn vào đâu được khi đến với vùng đất sen hồng.